Hello, mưa nắng Tây Nguyên xin chào tất cả các bạn đồng bào trên cả nước nhá, Bắc Trung Nam. Các bạn ơi, hôm nay mình mưa nắng Tây Nguyên đi thăm vườn. 7 8 tháng nay rồi, hơn nửa năm nay giờ mới vào đi thăm vườn đấy. Hồi xưa mình quay cho các bạn cái vườn này là mình có cây cây gari với lại cây chuối, dòng chuối. Hôm nay mình mới vào thăm sân chuối mình, nó ra buồng chưa? Các bạn biết vì sao mà lâu lắm mình không vào vườn không? Nó mùa khô, ở nơi mình ở là mùa khô nó hiếm nước lắm. Chả trồng được cái gì, thế là mình trồng chuối mà hồi mùa khô mình có vào thì cây chuối nó héo rũ héo rủ ra xong mình không vào nữa. Hôm nay mình mưa xuống rồi mình vào thì đây. Đây đây, hôm nay mình vào đây, chuối đây. Chuối mình trồng đến bây giờ là được 9 tháng rồi đấy các bạn. 9 tháng rồi mà mùa khô mình không có vào. Hôm nay mình mới vào đây, mấy tháng Tết rồi mình không có vào. Nay vào bùa chuối ra buồng cái này các bạn này. Đấy. Đấy, buồng chuối đầu tay của nhà mình cái này. Đấy, chuối này, giống chuối này người ta gọi là giống chuối già Mỹ đó các bạn. Mà lúc mình mua là người ta nói là dòng mấy tháng là có ra trái ra buồng đây này. Bây giờ ra buồng chuối đẹp chưa? Đây, cây này là cây cà ri này. Cây cà ri hồi Tết mình trong Tết thì mình chặt xong là mình về mình đập rồi mình lúc mình dê mình sàng xe dê sấy mình cho các bạn xem đấy. Chuối này chuối trồng cùng nhau mà chưa xuống đến cuối vườn thì không biết thế nào, nhưng mà ngay đầu vườn này mới thấy có một quầy chuối này, một buồng chuối này. À, bây giờ mình thử đi xem này. Chắc giờ mưa xuống ấy, hôm nọ là nó nắng ấy các bạn. Nó nắng nó héo rũ rồi, nhưng gần nó muốn chết luôn ấy. Thế là hôm nay nó mưa xuống rồi nên nó lại nảy lại. Chắc là cái chỗ cái buồng chuối vừa nãy là nó râm mát hơn là nó có ra buồng, còn dưới này nó nắng quá rồi nó bị đâm chồi nảy lộc lại thì nó chưa có. Đấy, mình đi xem nào. Có thêm được quầy chuối nữa không nhá. Đây, cây cà ri đang ra bông hoa này các bạn. Đấy. Bông hoa này giờ mới bắt đầu bị chớm đấy các bạn. Mình đang quay cây gari cho các bạn xem này. Đây, đang quay toàn cảnh khu vườn nhà mình nhá. Đây, cây chuối. Hồi đó mình trồng 100 hơn 100 cây. Mình trồng thí nghiệm thôi các bạn. Ở đó mình trồng đất này là đất mình mới nên là mình chưa trồng cái gì vào đây hết. Mình có trồng cây gari với cây cà phê nhưng mình phá cà phê đi xong mình trồng thí nghiệm chuối tại vì nó không có nước ấy các bạn. Đấy, chuối rất lên rất là đẹp nhưng mà mùa khô không có nước tưới cái nó lại hư đi. Mới thấy có mỗi quầy chuối. Quầy chuối ra cái chỗ đấy nó có cái bóng cây rừng ấy. Nó râm nó mát xong rồi nó ra được cái, còn về bên đây là nó nắng quá xong nó nó như kiểu muốn gần chết cây chuối rồi, xong giờ mưa xuống nó lại nảy lại nên nó chưa ra buồng, chắc là phải giữa mùa mưa tháng 7 tháng 8 này mới lại ra quầy lại. Đấy, mình đang đi đấy, đang đi trên vườn mình đấy các bạn, đang lên dốc rồi. Vườn này nó hơi dốc dốc triền triền, mình đang đi lên này. Đấy. Cây gì đang ra bông rồi. Là gì này, đến tháng 11, tháng 12 Tết thì gần Tết mới lại cắt được các bạn. Gần Noel ấy. Đấy, lại cắt đây, bông rồi. Có ong rồi. Ong đang đậu. Tính chìm đấy. Cái này là gần như là vào rừng ấy các bạn. Có cây bơ thì chưa có trái. Bơ thì ở nhà mình thì nhiều. Cái bơ này không có trại. Chuối này. Chuối bữa này vừa xuống thật lại lên đẹp rồi nhưng mà chưa có buồng. Được có mỗi buồng. Trồng cùng nhau lắm mà được có một buồng chuối. Để trận mưa sau là mình lên mình cho phân nhé các bạn. Vườn cỏ rậm rạp tốt quá. Mùa khô là nhìn lên đây thì chẳng có ra gì đâu. Hôm nay lên là xong mùa mưa rồi, cây cối nó mới lên được đấy.
Hello các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đứng ở bên trên hơi cao hơn một tí. Mình sẽ quay toàn cảnh cái khu vườn đất nhà mình cho các bạn xem đây. Đấy, khu đất nhà mình đây. Bạn nào có mua mình bán luôn cho nhá. Đây, quay này là quay ngược lên này. Quay ngược lên trên này. Đấy. Và cái chiều này là quay ngược lên trên là có cây cari này. Cái cây cao cao kia là cây cari này. Đấy, cây cari xanh xanh đấy. View đẹp chưa các bạn? Bạn nào có nhu cầu mua cái mảnh đất này về làm khu du lịch mình bán nhá. Đây. Đây, nó rộng sang đến bên này này các bạn này. Đang quay toàn cảnh này. Mình sẽ chỉ cho các bạn đây. Đấy, khu đất nhà mình cái chỗ này này. Đây, nó rộng lên này, các bạn nhìn thấy cái chỗ bên kia kìa, đấy, nó có cây cao cao, tròm tròm, cây cao 3-4 cây cao cao kìa. Đấy, khu đất nhà mình nó sẽ rộng sang đến bên đấy đấy các bạn. Đây, còn đang quay ngược lên này. Đây, chiều này thì nó đến chỗ cái cây cây keo này. Có cây keo đấy, cây keo đấy. Cái bên này là mình mùa khô mình không dồng cái gì đâu các bạn. Đây có cỏ với để mấy cái cây bơ thôi. Đây cái chiều mình đang quay đây là có cây cỏ với cây bơ thôi nhá. Cây bơ thôi, đấy có mấy cây bơ đấy. Có đất này nó rộng đây, nó rộng đây. Các bạn nhìn cái tầm mắt mà tới những cái cây cao cao cái là vây đất nhà mình lại những cái cây cao cao đấy. Còn cứ cỏ với những cây thấp thấp đây này. Là cây cari với cây chuối này là của nhà mình này. Đây, đây cũng là cây cari này của nhà mình này. À, cái cà ri với cái bãi cỏ đấy, trắng trắng đấy là của nhà mình này. Tới cái cây cao cao kia là của nhà người ta rồi kìa. Đấy, mình đang view toàn cảnh cho các bạn xem đây. View rất là đẹp các bạn ơi. Nhà mình không có tiền, không có vốn nên mình mở ra. Chứ còn người nào mà có tiền, có vốn mà mở ra là làm nhà hoặc là có nghĩa là làm như kiểu là khu nghỉ mát, nhà nghỉ mát du lịch kia rất là đẹp. Đấy các bạn ơi, mưa nắng Tây Nguyên đã giới thiệu cho các bạn xem khu đất hôm nay mình đi tham quan lâu lắm rồi, mình hôm nay vào vườn nhà mình nhá. Cái khu đất này nó nằm ở xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nha các bạn nhá. Đấy, đất này nó gọi mình thì mình ở xã Phú Hội. Hộ khẩu của mình là xã Phú Hội nhưng đất này nó nằm ở xã Tân Thành này. Đấy. Gió mát lắm các bạn. Ra khỏi vườn là có khu dân cư người ta ở rất là đông đúc, có đường bê tông nhá các bạn nhá. Đường đi vào là đường bê tông. Đi vào vườn nhà mình là đường bê tông xong rồi đi lên vườn luôn. Đấy, cả cái bãi cỏ bên này, đấy, bãi cỏ bên này cũng của nhà mình này. Được có mỗi một bụi chuối. Chuối này chắc là giờ mưa xuống bắt đầu nó mới phát triển lại thì nó lại ra buồng lại này các bạn này. Tại mình không có vốn, mình khoan giếng mắc điện chứ nếu có vốn mình khoan cái giếng nước lên là mình mắc điện là làm được, nhưng thật sự là không có tiền. Để mắc điện với khoan giếng với không, cũng không có người làm nên mình mới không mở rộng thêm nữa. Đấy. Bạn nào có nhu cầu thì mình sang lại cho đây này. Mình chuyển nhượng lại cho. Đi ra khỏi vườn này các bạn này. Đây nhà ở đây, đây này giường bê tông, đường bê tông bên dưới nhà đây này. Đấy, bên dưới đường là đường bê tông. Rất là đẹp, cảnh rất là đẹp. Khu dân cư người ta ở bên dưới đường này các bạn. Đấy, ra khỏi vườn, bước ra khỏi cổng vườn này đấy. Đấy các bạn ơi, mưa nắng Tây Nguyên đã truyền tải cho các bạn xem khu vườn đất nhà mình nhá. Hôm nay mình đi thăm vườn nhá. Các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa thì cho mình nút like, chia sẻ và nhớ đăng ký giúp cho mình nhá. Giúp cho mình nút đăng ký. Xin chào các bạn.